kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời tiết dành cho du lịch của kênh VTC 14. Sáng nay áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông miền Nam Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Wukong. 0 Hiện nay bão đang di chuyển chủ yếu theo hướng giữa tây và tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km. Dự báo đến 13 giờ ngày mai vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực phía. Bắc biển Sulu, cách phía Bắc đảo Palawan, Philippines, khoảng 240 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 9, cấp 10. Sau đó, bão tiếp tục giữ nguyên hướng di chuyển và tốc độ. Đến khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 12, vị trí tâm bão sẽ cách đảo Song Tử Tây, thuộc quần đảo Trường Sa, khoảng 320 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km một giờ, giật cấp 10, cấp 11. Trên đất liền hiện hiện nay, áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, dòng xiết gió tây trên cao thiết lập trên khu vực Bắc Bộ nên trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vài nơi, trời tiếp tục rét. Các tỉnh miền Nam vẫn có thời tiết tốt và ít mưa. Thưa quý vị, trong khi thời tiết các tỉnh miền Bắc đang chìm trong giá rét và các tỉnh thành miền Nam trời khá oi bức, thì thời tiết tại các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ lại khá dễ chịu với tiết trời hầu như không mưa. Và khi nhắc tới du lịch biển thì chắc hẳn ai cũng nhớ ngay đến thành phố biển Nha Trang vốn nổi tiếng xinh đẹp. Thế nhưng không phải ai cũng biết rằng nơi đây còn có một địa danh được xem là Đà Lạt của thành phố biển. Đó chính là Hòn Bà, một ngọn núi xinh đẹp thuộc địa bàn huyện Diên Khánh, cách thành phố Nha Trang khoảng 40 km về phía Tây Nam. thank <laughs> you nối bản tin xin mời quý vị cùng theo dõi thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo. Tại Điện Biên, Sapa và Tam Đảo trời nhiều mây có mưa vài nơi, chủ yếu là mưa nhỏ, đôi lúc trời hửng nắng nhẹ nhưng còn rét, một số nơi còn có sương mù dày đặc. Cụ thể Điện Biên nhiệt độ thấp nhất ở mức là 16 độ và cao nhất là 21 độ, độ ẩm khoảng 60%. Sapa nhiệt độ chỉ từ 6 cho đến 13 độ, độ ẩm là 90%. Còn tại Tam Đảo thì nhiệt độ dao động từ 8 cho đến 11 độ, độ ẩm khoảng 80%. Thời tiết còn mưa và rét tại Hà Giang, Hạ Long và Hải Phòng. Cụ thể như sau, tại Hà Giang sẽ không mưa, có sương mù, trời lạnh về đêm, ban ngày trời nắng ấm. Nhiệt độ dao động từ 14 đến 20 độ, độ ẩm khoảng 70%. Vịnh Hạ Long có mưa nhỏ, trời lạnh về đêm, nhiệt độ thấp nhất 13 độ và cao nhất là 18 độ, độ ẩm 80%. Hải và Phòng cũng có mưa nhỏ, trời rét về đêm có sương mù, nhiệt độ phổ biến từ 13 đến 18 độ, độ ẩm là 70%. Khối không khí lạnh suy yếu nên mưa giảm và tiết trời ấm lên đôi chút tại Sầm Sơn, Phong Nha, Cải Bàng và Huế. Tại Sầm Sơn thì nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 20 độ, độ ẩm 60%. Phong Nha Cải Bàng thì nhiệt độ dao động từ 17 cho đến 19 độ, độ ẩm là khoảng 80%. Huế nhiệt độ ngày đêm biến đổi từ 17 cho đến 22 độ, độ ẩm 90%. Thời tiết Đà Nẵng và Hội An trời nhiều mây có mưa rào vài nơi, riêng Bà Nà còn có sương mù và trời rét. Tại Đà Nẵng thì nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 26 độ, độ ẩm khoảng 75%. Hội An nhiệt độ thấp nhất ở mức 20 độ, cao nhất là 25 độ, độ ẩm 75%. Bà Nà nhiệt độ chỉ từ 13 cho đến 18 độ và độ ẩm là khoảng 80%. Thời tiết khá thuận lợi cho du lịch tại Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu. Khi nơi đây được dự báo là ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất ở mức 24 độ và cao nhất là 29 độ, độ ẩm khoảng 70%. Mũi Né nhiệt độ dao động từ 24 cho đến 31 độ, độ ẩm 60%. Vũng Tàu nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 33 độ và độ ẩm là 50%. Pleiku, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt được dự báo là mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Tuy nhiên, tiết trời khá rét về đêm. Pleiku nhiệt độ ngày đêm giao động trong khoảng từ 17 cho đến 26 độ, độ ẩm khoảng 50%. Buôn Ma Thuột nhiệt độ thấp nhất ở mức 19 độ và cao nhất là 28 độ, độ ẩm 60%. Đà Lạt sẽ có mưa nhỏ, nhiệt độ giao động từ 15 đến 21 độ, độ ẩm 70%. Còn tại Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và U Minh thì thời tiết có nắng cả ngày, chỉ một vài nơi thuộc vùng ven biển là có mưa rào nhẹ. Tại Tây Ninh nhiệt độ thấp nhất ở mức 24 độ và cao nhất là 33 độ, độ, độ ẩm vào khoảng 50%. Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ giao động từ 23 cho đến 31 độ, độ ẩm là 60%. U Minh nhiệt độ phổ biến từ 25 cho đến 30 độ, độ ẩm 60%. Đối với những du khách đang có ý định đi tour du lịch biển đảo Phú Quốc hay Côn Đảo thì nên cân nhắc vì thời tiết biển khu vực này có mưa về chiều tối và sóng gió còn khá cao, biển động nên không mấy thuận lợi cho các hoạt động du lịch tại đây. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 25 độ và cao nhất 30 độ, độ ẩm khoảng 70%. Ở Phú Quốc nhiệt độ biến đổi từ 25 cho đến 31 độ, độ ẩm khoảng 70%. Bản tin dự báo thời tiết du lịch tối nay xin dừng lại tại đây. Xin chúc quý vị và các bạn sẽ có những chuyến du lịch thú vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.